Sáng nay nói đứa thằng em nó ra, nó chạy ra, nhưng mà do là giao mấy con ở trên chỗ Vinh Bà nè. Em mua bò của Tùng không cần con mà. À, đúng rồi, chứ đâu có thấy bò đâu. Không thấy bò, cũng chưa thấy. Giờ cũng chưa thấy bò luôn. Mua bò trên TV không cần thấy bò luôn. Không cần coi, không cần thấy, cứ công việc tới nhà thôi. Đeo đeo mũi, đeo mũi. Bước ta, bước ta. À, đeo mũi. Thấy chị dạ? Chưa luôn, chưa thấy bò luôn. Mua bò chưa thấy bò luôn. Tha lông ra đây. Nhắc lông bằng kia đây xuống. Mua bò của Tùng TV vậy, không thấy bò thấy bê, cứ chở tới nhà vậy mà tự tin chở tới vậy chứ đâu ai. Dạ, tự tin chở tới vậy chứ đâu có suy nghĩ gì đâu. Giỡn nha, coi chắc cũng phải 2-3 năm mới mua bò chứ đâu phải đơn giản. Dạ. Dạ. Hi, lại một ngày mới bắt đầu. Tùng TV xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Chia sẻ với các bạn, hôm nay là thứ năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022. Thì bây giờ là 6:30 sáng. Thì hiện tại mình đang có mặt tại ngoài thị trấn Sa Huỳnh, thuộc Đức Phố Quảng Ngãi rồi. Đó thì công việc sáng hôm nay là mình chia sẻ với bà con là mình đi giao tổng quan là 13 con 3B cho 3 người khách ở Quảng Ngãi. Đó thì một người chốt 6 con, một người chốt 5 con và một người chốt 2 con. Đó thì sáng hôm nay em của mình đó thì đi một chiếc chạy ra ngoài Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Còn mình thì đi một chiếc giao cho 2 vị khách, một người 6 con, một người 2 con ở Nghĩa Hành và ở gì Hành Thịnh. Đó. Thì nói chung là mình đi rất là sớm, bây giờ đã mới có 6:30 mà mình đã có mặt tại Đức Phố rồi. Đó thì sáng hôm nay cái cuộc hành trình của mình như thế nào và giao bò nó có thuận lợi hay không, và công việc nó được suôn sẻ hay không, và những cái con bò 3B về tới các vị khách có ưng ý hài lòng hay không, thì bà con cùng theo dõi hết video để biết. Đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ tinh thần mình ra những video mới nó hay hơn, chất lượng hơn gửi đến tất cả quý vị chị và các bạn. Rồi, ngày mới bắt đầu rồi. Kính chúc quý bà con có một ngày mới vui vẻ, tràn đầy sức khỏe, và nhớ theo dõi hết nội dung video với mình đến hết để biết nội dung nhé. Những vị khách này chia sẻ quý bà con là mua bò chứ chưa thấy bò, và mình gọi là đi giao bò cũng bằng niềm tin, chứ cũng có một ông anh ở ngoài Sơn Tịnh là xa quá, ông chuyển được 2,5 triệu tiền cọc, còn nữa là cứ công việc đi giao bò. Rồi, bắt đầu nội dung video ngày mới với mình nào. Let's go. Cái cổng chào thì nó to to thì là con hoài Sơn Tịnh này đó. Thì cụ bo mình lên kiểm tra lại mấy con bò thì đây bà con đó. Nói chung là sáng hôm nay 6 con lớn á, thì ấy nhầm, em con lớn á thì mình giao cho một người, còn kẹp 3B nhỏ giá 35 triệu rồi thì giao cho một người nữa đó. Nhưng mà con trước kia nó quậy nên là mình phải tranh thủ lên thêm bò thử có đứng đàng hoàng hay không. Rồi sớm mình chắc bò thì trời nó còn chưa sáng lắm đó, giờ tranh thủ đầu tiếp tục công việc đi giao. Con này sổ dơi rồi, một cuộc lại nữa là đi giao thôi. Trèo lên, trèo lên, đứng lên sao xui tao để còn đó. Đó, nem con lớn đồng lứa như thế này, đồng giá 23 triệu 500. Đó, nói ra là lựa anh nem con đồng lứa 23 nem nhưng anh cũng chưa thấy bò luôn. Đó, công việc ra giao thôi. Còn kẹp này 35 triệu. Giờ sửa do sửa nhựa đứng đàng hoàng chứ, nếu không có tuột do là nó quậy. Con nàng nói mong bùi phê luôn, cực độc. Rồi, cuối cùng tới nhà. Mấy ô, cứ đủ nem ô là được chứ. Không ô. Kẹp đây mua lâu chưa đây anh? Kẹp đây là một con đã ở nhà đã, còn con đây mua thứ
Bữa nào là bả tháng rồi nè. 7 tháng rồi mày. Họ mua bao nhiêu rồi? Mua 22 triệu. Mua 22 triệu mấy tháng rồi mày? Bả tháng mà cho ăn tốt lắm á. Cho ăn hái đâu, sóc bia với cốm. Liên tục vậy. À, liên tục. Sáng nay nói để thằng em nó ra nó chạy ra nhưng mà do là giao mấy con ở trên chỗ Vinh Bà nè. Mua bò của tàu mà không cần con mà. À, đúng rồi chứ đâu có thấy bò đâu. Không thấy bò. Hiện tại cũng chưa thấy. Giờ cũng chưa thấy bò luôn. Mua bò tuần TV không cần thấy bò luôn. Không cần coi mà. Không cần coi, không cần thấy, cứ công việc tới nhà vậy thôi. Mà Nam con sao gãy cái bóng? Dạ. Họ ăn sao gãy cái bóng còn? Gỡ chỗ nào? Trong cái tí nhát đó. Cái bóng còn anh nghĩ hẳn. Đâu đâu có. Bốn mấy con đó là đi Sơn Tịnh nhá. Sơn Tịnh 6 con. Sơn Tịnh 6 con. Bốn con nào đâu? Gửi tận tiền nhắn bốn con anh kia. Đâu đêm hôm giờ đâu có gửi cho anh đâu mà. Em giấu bò luôn mà. Từ. Giấu bò vét xuống rồi coi thứ như thế nào chứ. Đi. Để không mà thấy bò mất vui. Đi. Ra đã xeo lừa cho đi. Ôi ở dưới đây trại nghiêm quá mà. Đây trại heo. Dạ. Đi. Lém dài đừng ném nó. Nó đeo mũi là nó không đi à. Đi dàn ba bê nó vậy. Đi. Nghe mùi dầu á, nghe mùi dầu. Đi, vô. Anh từ anh quen rồi, đi vô. Thám thính rồi vậy. Ăn tốt. Bò khung xương lên chưa hết mà. Đổ mông, đổ dài ghê quá. Chút, vô hít liền. Về chỗ lạ thích. Chứ mua mấy cái thùng xe rùa là máy rồi luôn ấy. Mua cái thùng xe rùa mà mau quá. Mèo hư nó lúng liền rồi. Nó xét ấy. Kiếm mấy cái tấm inox á, làm. Đi. Đi vô. Ê. Leo rồi à. Nó vô à, thấy con kia vô à. Ê, trọt từ từ. Nguyên gốc mà ở chỗ nồi giờ mình trở lại vị trí của mày. Nguyên gốc đi. Nguyên gốc mà ở chỗ này á. À. Mấy xúc mấy con kia. Dạ. Mày đem lên. Vậy anh biết chỗ, anh nhớ chỗ anh lo anh vô liền anh. Trời ơi, mày kia mới đi mà toàn bước à. Nó quẹt. Đứng ra bình thường phải không? Vét ra hoài nhìn thấy đã. Ok. Biết ra ngoài đã. Mấy ảnh số mình kêu thù bỏ trăm mấy triệu mua bò mà không coi vậy. Không coi vậy. Ok, nó kêu gãy qua tàu co là gãy co luôn. Tự tin cỡ đó chứ không? À, em cũng tự tin chớ bò ra với ông nội không. Những người mà kiểu như coi bò rầu ấy là mình phí mà họ giờ cũng nói thôi anh mua em là chính á là mới mệt. Cứ nói là anh em cứ lựa đi, anh mua em là chính ấy là quơ vô mình lựa thâu chứ vô thấy cho em là nó khỏe hơn. Mình tin tưởng nhau thôi. Dạ. Ở trong mà nhiều người họ không kỹ, họ coi trên video họ cũng muốn không phải tới nhà coi đó. Còn có nhiều người thì nói anh cứ giao hết cho em vậy rồi. Nhiều người theo dõi kênh anh con bò mà bị đảm cho đầu đất khác á. Dạ. Cũ đó. Dạ. Em đang nhận lại con bò đó. Con đó thì lỗ ngay mùng 1 luôn á, lỗ mười mấy triệu á. Bình thường vẫn phải nhận lại cái chỗ làm ăn uy tín là nó thương hiệu là chỗ đó. Đều một lứa luôn. Hàng đây vô là mỗi đều một lứa luôn à. Giờ mới thấy bò này. Để vét xuống mà giờ mới thấy. Hàng lựa là nó phải à. Dạ. Ra mà về chứ. Dạ tranh thủ đi sớm đó cho nó mát bò ấy. Nhìn đẹp không? Đều một lứa luôn. Dạ em nghe anh.
Dạ dạ, thì nghe mới chơi, sáng nay em chơi mấy con lên chỗ Tư Nghĩa với lại lên Vinh Bà rồi, nên là đứa em nó chơi với anh do đi hai ba chỗ ấy, nên là nó không biết chỗ đi nè. Dạ. À, ông anh bây giờ đang xuống bò đây là không thèm coi bò luôn nè, chớ ra tự tin chớ ra cho anh luôn rồi, mới vừa em cũng mới vừa tới nhà rồi. Yeah. Đi xuống rồi rồi vô ra cái đó là giá cố định rồi em luôn. Để em xuống, em xuống bò một cái giá đó là giá cố định, giao cho em rồi gói tiền cho thằng em nó cầm về cho em rồi đi vô. Ôi dồi à, lọc phước nữa chết em luôn á. Rồi rồi cứ xuống. Dạ dạ dạ. Rồi con đầu tiên đó, thì sáng nay em nó chạy xe ra ngoài kia nó cũng giao anh em con vừa xuống xe luôn đó bà con. Giờ mình giao anh em con bò đây là chủ yếu là mua người là chính chứ không coi bò. Nam con không coi bò luôn. Không coi bò luôn. Coi bò bây giờ về tới đây mở bẩn với thấy. Giờ mở bẩn mới thấy con bò chứ giờ không coi bò mà. Quyết định. Con kia nhỏ hơn không? Dạ con đó là nhỏ nhất. Em nghe lù con đó là nhỏ nhất, còn cái con đứng giữa sát cái con bông này, con số 1, con số 2, con đó là con to nhất. À. Đây là tàu đó. Dạ tàu á. Tàu quá. Nhưng mà nói chung nó tốt, nó nhỏ nhưng mà khung phách nó cao, nó dài, nó tốt. Dạ. Yeah. Mua em là được rồi. Mua em là được rồi. Đúng rồi. Mua em với thằng bo là được rồi. Bo, bo thì thôi, nhất bán rồi, bo nhất bo rồi, nhất bán rồi. Đi thôi chứ. Đi. Đi đi xuống 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 đi xuống. Đó. Cứ nhét vào đi rồi chút nữa là biết con nào nó nhỏ nhất này. Con nào nhỏ nhất, con nào nhỏ nhì cứ nhét vô hết rồi đứng ngay hàng thẳng ló rồi mới biết. Mua bò mà phải tự tin là không kẹp không khón á. À, chủ nhà tin mình là không cần coi bò là mình cũng tin chủ nhà là mua bán không cần thiết phải coi bò là mình chọn rồi mình tự tin chớ ra vậy rồi. Em nhiều người không dám đâu, mua bán kiểu đó nhiều người không bao giờ dám. À mua tiêu với con còn không? Quả sao có bóng con mấy? Tạm nhé. Con mình dán dưới rồi. Thế ba mình đi xuống đi rồi hả? Tương bộ vào nhà. Là tương bộ vào nhà còn rồi. Con nhát xuống hả? Mở nghe quả so với lưng bẻ năm mà sao có bóng hả? Bà nhát hết bu liếm gì? Bu liếm gì nữa bò đây mà bu liếm gì nữa? Cái tiêu đó tao lắm à. Không, 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 không. Con kia này, con đứng sát bông con tiêu, con đứng giữa ấy. Con chẳng dần hay như nó to. Nhưng mà ông có tiêu là nhìn dễ thương quá. Ông có tiêu nhìn dễ thương quá. Ờ xuống coi thử em mua tiêu dễ thương không? Con ơi, đi xuống từ từ không? Ở chừng cán cấp mình nó dài ghê. Vừa tứ tốc. Biết con muối là được rồi. Biết con muối giả là được rồi. Muối hết, đã nói lạnh. Đã nói bò là chọn là chúng mà. Mua người không mua bò mà. Mua người chứ không mua bò mà sao chọn bò tào lao được. Năm ngoái vậy nhưng mà cái con ra được á. Mua người là chính chứ không mua bò mà. Ai mua bò mà không nhìn bò mà. À, mua bò bò tới nhà cũng không biết bò ra sao luôn mà. Ê, anh em con bò vậy chở anh em con vậy không biết con bò ra sao hết mà. Để xuống em. Nếu mà họ lộn bị cắt. Dạ, người ta cột cây sữa ấy là cứ nó cứa qua nó cứa lại nó cũng đụng mũi chứ. Ở nhiều người nó cột dây cố như cái con giúp đầu tiên đó, nó cột dây cố thì nó không lỡ mũi. Ơi trượt trượt. Đừng cắn mồng mũi thấy không? Phê vậy chứ. Ưng bụng anh. Ưng bụng anh.
Không, còn ông nữa vô mới ưng. Ông xuống xe cùng ông đó là mới đính. Nhưng đó... mà một tháng nữa rồi để chú anh quay anh gửi rồi thấy mẹ không? Ăn thức ăn lực lại hàng này nó lên đâu chứ nói gì. Cái con này nó phải đầu tư kỹ ta. Coi nhìn không, chừng kẹn không có con nào suy hết á. Nữa là đều riếng nha rồi. Còn bú liếm nữa không? À, bộ đây mà bú liếm gì nữa? Con nào còn bú đâu chị? Không, không có còn bú liếm nữa hết. Người ta đó vậy á, cho mà không có còn bú nữa. Người ta đã cai sữa xem hết rồi á. Bò em bé ở quê em biết mà. Còn đây là người ta không có cục dàm mà người ta cục dây cố nè. Đem cai sữa còn mấy con nơi cục dàm lớn. Hả? Còn mình nói. Còn mình nói nó dùng vàng nhã. Ném lại. Ném gị đầu lại. Từ. Lớn rồi dùng vàng. Đi xuống từ từ không xuống nó tròn. Không tròn. Wow. Nói ông đâu. Riêng ông đây là bao nhiêu tàu? Riêng ông đó ông bắt 24.300 ạ. 24 năm người ta bớt được 2 trăm ạ. Trời chứ hồi xưa anh mua anh hổm quá. Hồi anh mua một bọn ăn. Cô có 98 phần hả? Mà mới có 4 tháng 20 ngày mà 24.500. 24.500. 24.500. Đấy giờ xuống hết rồi anh ra sale đó anh coi mông đùi. Ai rồi. Mày nói giá giờ nói giá mày. Đó thì giá em cũng nói với anh rồi, đồng giá hết là 23.500. Đó, bò thì em lựa cho anh đấy. Theo cảm nhận của anh mua bò anh cũng nuôi rồi. Thì bò em lựa như vậy có ưng ý hay không? Rồi giá cái em đưa ra si của rồi hai ba anh em là hợp lý không? Hợp lý. Để lâu cho mua bò không cần nhìn bò mà thì vô. Dạ. Chân cản mà đi con muối là được rồi. Quả khung xương cho tao chân cản. Chân cản đứng bò rồi được à. Chân cản đứng bò rồi được à. Chân cản đứng bò chuyển lại đâu. Mong muối cho tao chân cản là. Tao vừa rồi bán 4 con mà 165.500. Chân này năm ngoái nó phải nằm tầm hơi 100 triệu. Đúng rồi. Bán 165.500 tiếc gì tiếc mà vì phải bán làm sao. Giờ phải bán cứ nem nào mà. Phải vô rồi phải ra. Phải vô phải ra rồi như có đầm chứ. Bò đây là bảo hành về chống nước, chống gió, ăn uống, bệnh tật. Đó, chỉ là nuôi một tuần xong rồi tìm tới vùng sáng với lại bò đây nó có vi không á. Do là bò Thái, nó không có hơi vi. Để bơm. Dạ. Yeah. Để bơm để xịt cho nó. Đó là... Còn đi, mấy cái đó là ok rồi, không lo. Ở nhà anh lòng được. Còn nói về khung xương, chân trụ, mông đùi, vai. Đó, thì cấp mình. Thì nói chung là đòi chọn cho, khỏi suy nghĩ. 400% là được rồi, ok rồi đó. Bò đây giờ nói bò nhé thì chết cũng ai tin. Chân đẹp quá. Chân giống nghe lú quá vậy. Chân giống nghe lú. Nghe lú là hồi chị mua 22 triệu. Bữa nay nó to rồi. Còn mở giấy xuống đấy. Ừ. Thì nãy giờ đi theo quay đấy mà. Để rồi sai. Để xe đổ cho nó ăn nha. Sai đổ bờ bỏng chứ. Giải nó lôi. Rồi là lôi là kéo vô vừa chuồng. Đó. Bà đây nó kiếm cái bò cháu quá. Chưa kịp. Chưa bò cháu. Bò cháu nuôi tốn tháng mà cháu nghĩ sao bây giờ bò đi kịp. Giao bò mà nói chung là không nhìn bò mà ra bò xuống xe là phải ưng ý. Đã rồi. Đó. Tao vô uống nước rồi kìa. Dài mà quá hay nhỏ anh nó nhà kêu nấu cơm. Nhà nhỏ mình nhà quê. Không có quán xá gì trẻ nó ra sợ nó đốt. Đều không? Nhìn thấy. Chị là con đái. Nuôi mà nếu mà bò đây nuôi lực lực ấy nha thì con cỡ 2 tháng sau là nhìn tự nhiên khác biệt luôn. Ủa là đái nuôi là số 1. À, nuôi lực là nhìn 2 tháng là ở nhà bóng cóm á. Thằng cu ở nhà nó cưới nó nuôi. Anh cái bò anh vừa quá nè, anh đây cái bò. Không có con nào ngán, nói chung không có con nào thấp, không có con nào ngán. Nó ngán mà hầu đó nó cục vô á chứ. Nó đứng rồi chứ không có ngán. Để cho nó đứng theo một thái con bò nhìn coi. Không có con nào ngán hết. Mình rút kinh nghiệm khi mình mua nữa có muối xẻ nè. Chân sau nó cứ đũa cái mông nó ra được. Chứ bây giờ nó bèn ri rùa nó đũa ra cái chỗ nào. Nó không có kẻ nó đũa chỗ nào đâu. Tao vô mình kiếm tiền mà nếu không có thì bây giờ phải kêu bón ít tăng lúa. Nhà quê mình mà không có là mình phải kêu ít tăng lúa vậy thôi. Không có đâu. Tự tin cửa đó chứ. Mình mua bán nói vậy chứ đã theo dõi kênh mấy năm nay là biết cái cách mua bán rồi. Nên là tự tin giao, tự tin mua cho khỏi suy nghĩ. Người nó kêu, ủa mua cái ốp có quần 500 chứ mua mà tới 100 mấy. Mấy chục triệu mà sao không có, không nhìn cũng đồ ở đây. Ủa lo. Nó kêu mấy chục triệu mà sao không, cô không ngó, không có vậy vô hết cho họ. Thấy
thằng bo là ghiền rồi mà. Đùa đây em, em chạy vô rồi. Không sao đâu. Ra ngoài đùa. Không sao. Không sao bo đây nhục. Vườn tới mẫu bả lận tùng à. Dạ, vườn tới mẫu bay. Ê, quay mặt vô đây. Nhìn nhìn là ngheo có đi ráng giờ đói á. Đây tổng nó kêu là 4.300.000 à. 24.300.000 con này. Bắt riêng con này không 24.300.000. Tốt quá. Hầu mình quá. Hầu quá. Hầu mình thổn quá em, mình mua hơi 4.500.000. Mấy là này cái con nào nhỏ tiện nhất để cho thằng em. À, em là em. Cứ em nói riêng ra thằng em ở trong nhà mình cứ hầu cho nó minh định. Rồi chỉ có riêng cái con đây là em mua là 22.800.000 này. Là con đây là nó nhỏ tiền nhất. Nó đó, con đây là người ta cai sữa trong đầu. À. Chứ mà nói chung là nó đều hết cái hàng đó là mua 23 con đó là to nhất. Dài mình tính là 23 là được rồi hả? Dạ thì con đây 22.800.000 giá em mua cho em bán, con đây cũng 23.500 vậy chứ em bán nó thấp hơn đâu. Để ảnh còn đó. Thì giỏi. Vừa rồi nuôi 1 năm mấy mà bán có hơn 2 triệu mà. Hả? Nghe lơ đó. À. Cái thâu 14 triệu mà nuôi là 13 tháng 9 nhà bán 5 hề triệu. Mà đầu tư em vô tư như bò bê á nha, à. Mà nó không được. Còn ai còn hơn bò bê. Anh ngồi, nếu mà nói về anh của bò lai nó ăn khiếp lắm đó mà nó lắm. Bán nó có tiền. Con người đâu. Bữa nay mua bò được thằng anh kia con giàu có ở Sài Gòn đấy thì cuộc thì hơi cay lại cho mình một cây nữa chứ. Người nó có thời. Người có thời. Tại vì cho mấy người có thần mình ít thần quá, ở nhà nó lao chiếc mà lao lan quá. Vậy vậy mà vô cái nhìn nó bò muốn kịp bò mình. Nuôi 7 8 tháng rồi nó bò muốn kịp rồi sao? Mà mẹ nuôi con đây là nó sẽ đi kịp. Mẹ có nuôi sẽ đem đi chứ. Trời mà. Tốn tháng mà bây giờ làm sao ông nghĩ sao vậy? Tốn tháng mà hầu nói chung là mình không có biết nhìn có con bò, mình mua nó bị lỗi quá. Không phải á, do cháu mình chăm. Chọn bò không được. Nói chung là hầu đó nó mua giống y như mua quấn sóc xỉa ta tàu. Quấn sóc xỉa hơn xui em. Không phải tới con đó là mua chứ không người ta mua ồ ồ vậy đó. Cái thời điểm á. Thời điểm đó nó rồi ở đây cho bận buồn nó ít chứ. Thì tới ưng con đó là cũng như mình xem. Mình ra cái hội sao cái sao không xem tuần TV. Xem tuần TV thì hầu á là hơi con em không ra. Ghép chứ, ghép chứ. Ví dụ em nói không, em không ra đó. Hơi lâu một chiếu, ghép được nhưng mà hơi lâu một chiếu. Ví dụ như có mà điện cho em chắc thế là 4 tháng vào rồi tới đây. Mua đang trồng chắc chứ không kịp mà. Cái đó là kia em mua chứ. Cái sao có làm chở mấy con chở chùa á. Dạ. Rồi nó cũng năm ngoái. Dạ. Thêm thông máy chở mấy con chở chùa thông thường. Mấy con chở chùa vừa rồi bán rồi. Vừa rồi cũng dép nem cũng bán rồi. Anh Trắng anh cũng kêu thì bò cạo chưa lên xe mà. Cái không bò cạo nó kéo lửa lầu. Bò là bác xong rồi là. Rồi các bạn, đó thì giao bò xem. Tiền bạc thì cũng nhận đủ. Giờ mình vào thêm bò một xíu nữa là mình tranh thủ về. Lựa cho cô chú hàng đồng lô, đồng lứa, đồng giá luôn. Ra tới nhà 23.500.000. Nem con. Nói chung là cô chú là mua người là chính chứ không thấy bò nhưng mà ra là cực kỳ ưng ý mà cực kỳ vui vẻ luôn. Đó. Nếu mà tình hình dịch bệnh rồi nó ổn định đó, rồi cô chú nuôi sang ở lứa đó thì sang nem tiếp tục ủng hộ nữa. Như vậy thôi. Tháng năm là có nữa thôi mà. Dạ. Tháng năm là cái anh béo người cho anh đi rồi có nghĩa là anh quay ra hư con. Dạ. Yeah. Có hầu rồi cho ghép ghép á. Dạ. Ghép ghép. Chứ hư con thì chủ lực mà chạy ra thì cũng khó. Dạ, hai con là chạy ra hơi khó. Nhưng mà ví dụ ghép ghép thì được. Dạ, cứ gọi trước là ghép được. Chù, ông đây. Ông đây chừng cái ngấu. Ông đó thiện hay nhất á. Ông đây nó độc. Ông đây giờ bác hết thuốc mà. Ông đây độc. Chừng kính rồi cặp mình. Ông đây, ông đứng ngay chỗ đây, không khóc gì cả, ông có chỗ đây luôn. Ông có đây giác đi rồi, ông đây y rồi, cái đó y. Toàn bữa cô mua 6.500.000 nó không được như vậy. Cái đợt mà cô mua tháng 10 năm bán. Không bán, thì giá không bán. Cô nuôi chỉ có 10 tháng thôi, nó ra 42 triệu. Dạ. Yeah. Nó đứng không nổi chú, tôi sợ quá. Cái nó kìa bớt cho nó ít trăm, kìa thâu bớt 500. À, giác luôn. Giác luôn. Dạ là mình mua tiếp một con xác thêm 9 triệu bỏ vô. 9 triệu 500 họ trả thiệt chứ. Họ trả có hơi 9 triệu mình mua tan lên 500. À, vậy bỏ vô. Không có gì cả, ông đứng y vậy. 4 tháng mà bán được 38 triệu á. Còn đây xem nó đủ mông rồi, nó dài vậy mông nó liền.
giống y, giống y nhưng nghe hớn của cháu thôi, đưa con mát cái đỏ giống chào bác. Tại nhà là 24.300.000 24.500.000 á, nhưng mà mình theo mình xuyên với cô bớt cháu 200.000 cũng như dứt lọc rồi, ví dụ như cháu bán người ta cháu cũng bớt lại, còn không cái tiền xe cháu trước theo nói quá là đầu tiên mà bớt 100 xe và nói quá và cho lại được 200 con đời, chính xác giá là 24.300.000 này. Không mua hơi 6.500.000 nó đâu cả tháng 10 ơi con quá, mua hơn 6.500.000 con đời thì cứ cháu tính cái đầu ra là cháu bét. Cái đầu ra con đôi là cháu coi là 25 triệu, là cháu bắt 24 năm. Nhưng mà cháu bớt được nhiều là cháu hướng nhiều à. Ê, kiểu giỏi, mình đi mua bán nó giỏi không? Chúng nhà chuồng mà người ta yeah. rẻ mau máng nữa nhà yeah. Chứ con người nấu chua nó cũng khó lắm mà. Được, như bữa hôm qua đó cái con cuối cùng bắt cho ông anh ở quầy Quảng Ngãi kia, nậu đâu bớt đâu 22.500.000, không bớt một đồng luôn. Họ tiện dạ yeah. Bớt cho họ chứ. Xuyên là theo xuyên hết cỡ mà không bớt. Cuối cùng là bắt đúng 22.500.000. Còn cuối cùng bữa hôm qua quay video ấy, coi ấy. Con đen mung mà còn nói là đúng 22.500.000. Mà cái thằng xã nó lại nói là chuyến này anh chị gom cái hòn đen là nó hơn cái hòn muối tiêu. Nó kìa muối tiêu nó chứ mà muối tiêu nuôi nhanh lớn hơn. Nhanh lớn hơn mà nó kìa thường là nó có giảm mỡ hơn là đúng rồi, cái con muối tiêu á lò mổ mổ ra thường thường là nó cũng, cái gân mỡ nó ca nó nhiều hơn. Nó nhiều hơn con đen. Nó bò nhỏ nhiều mà hơn. Nó là kêu con đen với con da lương là tốt. Mà con da lương là mua rẻ mà con da lương nó kìa thịt. Ở quê mình ở đây nè, họ kêu da lương là rẻ hơn. Đó thì ngày hôm qua có con 23 triệu nó to hơn, hơn con đôi luôn nè. To hơn con đôi. Mà cháu bác 22.500.000 nha mấy. À, giờ còn rau á, ngày mai chiều nay đây chắc về chớ về trên Gia Lai. Rồi gom lại rồi đi tiếp. Dạ, chiều nay về trên bác ít con nữa rồi gom lại. Nhà má cháu mẹ là ở Cất Sơn à. Dạ. Ở chỗ nào đi lên? Ở ngay chỗ nhà cháu là chùa Vàng ấy chị Thắng lên. Dạ. Nhà ba chùa Vàng. Nhà ba chùa Vàng chị Thắng lên trong đụng vợ Cất Sơn. Đi đây hơn con nuôi tiêu đứng chỗ này. Nếu như thành công rồi con đây nó hơn con đứng chỗ này luôn. Còn đứng chỗ này lùng. Con phía dưới kia dưới lùn chứ mẹ quay nè. Con đứng đây dưới lùn. Ý là con đây sẽ hơn con đứng chỗ này. Nhưng là mà con cứ này con này tương lên nó to hơn. Con này nó to hơn con cái con này nó nhỏ mà nhìn cái mông nó ghét quá. Cái con cháu cái là cháu cái con trai nhất chứ còn đây. Cái cuốn đuôi nó đẹp. Con đuôi đẹp chân cánh này. Nè, cuốn đuôi nó to này. Con này cái con này chứ con trai nhất. Chân cánh to. Không lo gì.